Phương Dung xin cảm ơn quý vị và xin mời quý vị quay trở lại với phần 2 của TV show Ngọc Trong Tim. Cảm ơn Phương Dung. Kính thưa quý vị, khi mà anh em chúng tôi phải nói là quen từ 2011 cho đến năm nay, cái birthday cuối cùng của Tony năm vừa rồi phải nói là rất là buồn, bởi vì ngoài khi mà tổ chức ở tại nursing home, sau đó thành lễ và Tony, anh em mới hứa với nhau là sẽ tổ chức chung với nhau vào tháng 7 hàng năm. Bởi vì bận đi hát cuối tuần nên anh Lễ cũng không có thời gian đúng exactly với em là ngày 15 tháng 7, thành lễ là ngày 13 tháng 7. Hai anh em chúng tôi hứa tổ chức với nhau hàng năm được 6-7 năm, nhưng năm cuối cùng là một năm buồn nhất, cũng như là một cái điều xấu đã đến với Tony. Có lẽ điều đó là Tony rất là buồn, không phải là buồn sinh nhật không, mà em sau này rất là trầm cảm. Không biết lý do gì, có thể là vì bởi vì càng ngày càng 20 năm thời gian cũng khá lâu khi em nằm trong nursing home, và tinh thần Tony càng ngày càng đi xuống, bởi vì Tony không đi ra ngoài để hoạt động và em cũng không chịu khó vẽ nữa. Và ba 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 của Tony cũng bệnh nặng, mẹ Tony càng ngày càng lớn tuổi, lâu lâu mới vô thăm con, thì anh Lễ và một số ân nhân bạn bè thì cũng không có thời gian nhiều. Tony từ từ trầm cảm và không hoạt động trên mạng. Gì? Má mệt, con mệt. Má giết đau, con giết đau. Bây giờ má vui. Má yêu con dưới. Ok, vậy má vui con vui. Má buộc con buồn. Má cười. Ok. Má khóc, con khóc. Không khóc nữa, giờ cười nè. Vui hả, vui hả. Tại vì em nó hay Tony hay dùng dùng có thể dùng cái kiến cái việc gắn vô, hoặc là cái nón ở trên có một con chip mà cái đầu không mà điều khiển được cái laptop, nên em thường thường hay lên mạng, mà các y tá cũng trong trong nursing home muốn Tony phải ra ngoài để tập thể dục, phải đi ra ngoài để cho có oxy, tại vì Tony hay bị bệnh về da, về sức khỏe và bị đường tiêu hóa nữa, nên Tony đã bị có thể bị cúp ngang hoặc là internet không hoạt động, nên Tony cảm thấy chán trường và chịu thua hết tất cả, mặc dù Tony sức khỏe càng ngày càng yếu. Và sau đó Tony gặp được anh Thành Lễ trong một cái ngày đẹp trời, Tony tỉnh táo và giao hết lại những cái bức tranh mà Tony đã từng đoạt giải, cũng như những bức tranh rất là đẹp mà hội họa của người Mỹ đã mua lại, những bức tranh trong vòng 3 năm. Sau đó họ trả lại cho Tony, họ xin chụp lại những bức tranh này thôi để làm in ra mấy cái thiệp để bán đấu giá, bán cho mọi người. Thì những bức tranh này được trả lại cho Tony và Tony đã giao lại cho Thành Lễ, và có nói với anh Lễ là anh Lễ hãy giữ cái này, nếu mà có những trường hợp nào các hội từ thiện hoặc là thiên tai hoặc là những cái chuyện gì mà hội charity thì anh Lễ mang ra đấu giá để em gửi tặng. Thứ hai nữa, anh Lễ nếu mà có tiền anh Lễ gửi tặng cho mẹ em, bởi vì em không có giúp đỡ gì cho mẹ em. Lúc mà Tony còn sống còn hay 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 đùa giỡn với mẹ lắm, con sẽ mua nhà cho mẹ. Mặc dù Tony quý vị thấy nằm nằm bất động trên trên giường, nhưng mà đầu óc của Tony luôn luôn muốn phục vụ giúp lại cho người nghèo khó khốn khổ hơn mình, cái điều mà rất là nể phục. Em toàn kể về với con để đấu giá để gặp được tiền đấu giá. Theo em thì với một trong những số viên ngọc của Ngọc Trong Tim thì Tony là một anh hùng. Tại vì em nghĩ là như tụi em đi thì một vài cái khiếm khuyết thôi trên người mình đã cảm thấy là mình cũng rất là nhiều cái mặc cảm rồi, cũng có những lúc mình bị chùn bước, nhưng mà Tony là chỉ còn lại cái đầu để mới có thể nhúc nhích thôi, nhưng mà Tony đã vượt qua điều đó, thì em nghĩ rằng khó có ai có thể làm được mà Tony có thể phấn đấu để mà vẽ tranh bằng miệng nữa. Cảm ơn em. Tony không phải những riêng một anh hùng mà còn là một tấm gương cho tất cả những quý vị mà trong cuộc sống mà chúng ta gặp tai nạn hay là bệnh tật, mà Tony là một người thương tật, nên em muốn sống và em sống sao cho ý nghĩa trong cuộc đời. Chỉ tiếc rằng em
đã ra đi với tuổi sớm, với lại 39 tuổi. Phải nói là đất nước Hoa Kỳ rất là nhân đạo, đã tạo điều kiện hết với mặt y khoa và tinh thần để giúp đỡ cho Tony sống tồn tại trên vòng 20 năm. Và cái điều mà Tony đã làm cho nhóm Ngọc Trâm Thiêm, hàng năm tổ chức Tony đều tới tham dự trên một chiếc xe đẩy bằng bằng điện mà điều khiển bằng cái biển. Thì quý vị xem lại những thước phim đây, quý vị sẽ thấy Tony rất là tuyệt vời trong những ngày anh vui vẻ hạnh phúc. Những thước phim quý mà chúng tôi quay lại được Tony là khi em ngày cuối cùng của Tony rất là buồn, tại vì Tony đã tìm lãng quên bằng cách là không chịu ăn và cọc tính và không muốn gặp ai cả. Chỉ lâu lâu Thành Lễ cũng như các bạn Ngọc Trâm Thiêm show trên cái face to face nhìn trên màn hình thì Tony cảm thấy vui yêu đời lại. Chúng tôi gửi lại quý vị những giây phút này để chúng ta nhớ lại, ôn lại hình ảnh một cậu họa sĩ rất là tuyệt vời, Tony. Chắc chắn Tony sẽ sống mãi trong với anh, tại vì vào tháng 7 anh Lễ cũng là sinh nhật của em. Bởi vì Tony có hứa với Tony là anh em mình tổ chức chung, nhưng mà bây giờ Tony ra đi thì là Lễ anh cũng không tổ chức, chỉ là nhớ lại kỷ niệm của em. Và nếu quý vị thương mến, cứ hàng năm mình chúng ta lấy vào ngày tháng 7, chúng ta nhớ đến ngày sinh nhật của Tony cũng như là ngày kỷ niệm ra đi của Tony. Và bây giờ Tony cái hài cốt đã để trong chùa Điều Ngự tại Nam California. Chúng tôi gửi những thước phim để quý vị thấy, để quý vị nếu có dịp ghé về chùa Điều Ngự, quý vị hãy đến ghé thăm Tony, cũng như quý khán giả gần xa biết được tin tức thì quý vị cứ tới thẳng chùa Điều Ngự. Em nghĩ sao những bức tranh của về Tony? Bức tranh của Tony thì em cảm thấy là nó rất là đặc biệt. Và em nghĩ rằng có thể mà mình được có một cái buổi mà triển lãm anh ha. Tony thích lắm. Tony nói với anh Thành Lễ, với tất cả bạn bè, cứ nói là em ước sẽ làm một cuộc triển lãm mà trước khi Tony mất mà không thực hiện được, tại vì Tony càng ngày càng yếu. Và Thành Lễ muốn bức tranh này được tỏa sáng khắp mọi nơi để làm nói người Việt Nam khi mà bị thương tật như vậy đó, vượt qua khó khăn, một lần người anh hùng. Nên muốn TV show này sẽ quý vị xem được trong quý vị rộng mở hơn. Nếu quý vị thích những bức tranh nào của Tony, quý vị gọi gọi số của Ngọc Trâm Thiêm, chúng tôi sẽ gửi lại bức tranh cho quý vị. Chúng tôi không có mượn cái đài truyền hình này để chúng tôi đấu giá, mà nếu quý vị thương mến, quý vị cứ ủng hộ để số tiền này được gửi lại cho mẹ Tony, hay là nuôi dưỡng các chương trình xã hội mà quý vị muốn đấu giá, thì quý vị gọi cho Ngọc Trâm Thiêm để chúng tôi gửi đến quý vị, để chúng ta thực hiện trong chương trình có vừa có ý nghĩa về xã hội mà ý nghĩa về tính nhân văn. Tôi đến đây cách đây cũng 2007 thì gặp Tony. Tony là người mà thay đổi đời tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ dạy những em mà những người mà còn tay còn chân để cầm cỏ, nhưng mà khi gặp Tony thì tôi rất là nghĩa là không tưởng tượng được là không có tay. Rồi làm sao vẽ thì Tony vẽ bằng miệng. Thì cái bổn phận của tôi là pha màu lo cho Tony. Nhưng mà Tony, đầu óc Tony rất là người rất là sáng tạo. Khi mà hai cô cháu nói chuyện nhau thì tôi là teacher, tôi là cô giáo, thì tôi sẽ nói như vậy. Nhưng mà Tony, con muốn như vậy. Rồi tôi quà cho Tony. Thành ra những bức tranh này đã từ Tony vẽ ra. Chỉ tôi chỉ là người giúp để mà pha màu thôi. Và một lần nữa thì chương trình Ngọc Trong Tim rất là mong muốn quý vị sẽ tạo điều kiện giúp cho một người con rất là hiếu thảo, đó là Tony Tùng Nguyễn, rất là muốn có dịp để mà giúp đỡ và cũng như là chăm sóc người mẹ của mình ở lúc tuổi già. Thì hy vọng rằng sau những chia sẻ của anh Thành Lễ thì quý vị cũng sẽ yêu thích một bức tranh nào đó của Tony để mà có thể giúp Tony hoàn thành cái tâm nguyện đó. Và cũng rất là cảm ơn quý vị đã có những cái đóng góp để mà nuôi dưỡng chương trình Ngọc Trong Tim, để chương trình Ngọc Trong Tim có thể giúp lại những điều ước của các bạn khuyết tật, cũng như là nuôi dưỡng chương trình Ngọc Trong Tim để mà có thể giúp cho chương trình tồn tại và để có thể giúp cho những người khác nữa. Xin cảm ơn Phương Dung.
Một lần nữa Thành Lễ và Phương Dung và nhóm Ngọc Trong Tim xin kính chào quý vị và rất luôn luôn cảm ơn quý vị đã nuôi dưỡng và thương mến Ngọc Trong Tim. Và đây là một show rất đặc biệt và chúng tôi lâu lâu sẽ nhắc lại câu chuyện này trên chương trình TV để chúng ta rút ra một bài học cho không những cho bản thân và cho các con em của chúng ta. Thành Lễ, Phương Dung xin kính chào quý vị. Yeah.